món bánh đa cua này đặc sản ở ngoài Bắc, nhưng mà bánh đa cua Hải Phòng nó có sẽ có một hương vị riêng. Tinh túy của món bánh đa cua này nằm ở nước dùng. Nước dùng thì mà đặc về cua, còn thêm đó là mình cho thêm nước xương linh nữa vào để cho món nước dùng của mình nó đậm đà hơn. Quán mình chuyên bán về món bánh đa cua đặc sản Hải Phòng. Quán mình không có tên gì hết, chỉ có mỗi bánh đa cua Hải Phòng thôi. Nhưng mà thường thường khách đến người ta ăn, người ta nhìn thấy mình xăm trổ nên người ta thường gọi mình là quán bánh đa cua anh trai xăm trổ. Địa chỉ của quán mình là 732 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp. Giờ bán thì mình có 2 ca từ 6 giờ sáng cho đến 11 giờ trưa. Chiều thì là mình dọn ra từ 3 giờ cho đến 9 giờ tối là quán mình nghỉ. Anh từ Hải Phòng vào đây là từ 2015, đến nay là được 9 năm rồi. 2 năm thì anh bán ở chỗ khác, còn 7 năm anh bán ở tại địa chỉ này. Menu quán mình chủ yếu là bánh đa là chính. Nhưng mà nếu mà khách muốn ăn thêm thì mình có bún, biến, có bánh đa trộn, biến trộn. Giá cả thì dao động từ 30 cho đến 50. 30 thì là chủ yếu là chả và cua. 35 thì mình có thêm tôm tích và tôm thường. Còn 50 là mình phun topping tôm, cua, chả đá lốt, chả cá, tôm tích, chả mộc, lấm. Topping hải sản của mình thì mình lấy vừa đủ bán trong ngày, không để đến ngày hôm sau. Còn về chả nó đảm bảo chất lượng. Và bánh đa của mình là nó nhỏ, nó không lớn như cái bánh đa mấy quán khác bán ở trong đây. Nó ăn rất là dẻo dai và ngon. Món bánh đa cua này đặc sản ở ngoài Bắc, nhưng mà bánh đa cua Hải Phòng nó có sẽ có một hương vị riêng. Tinh túy của món bánh đa cua này nằm ở nước dùng. Nước dùng thì mà đặc về cua, còn thêm đó là mình cho thêm nước xương linh nữa vào để cho món nước dùng của mình nó đậm đà hơn. Hiện tại quán mình không bán qua app, chỉ bán tại quán địa chỉ 732 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp. Nếu ai muốn mua để giao hàng thì là gọi vào hotline của quán 0937 549 222.